Hôm 23 tháng 5, chính quyền Ukraine công bố lệnh giới nghiêm được áp dụng ở những khu vực biên giới tại Kiev, Zhytomyr và Rovno. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo trên Facebook của giới chức vùng Rovno, miền Bắc Ukraine cho biết, lệnh hạn chế bổ sung đã được thực thi, nghiêm cấm dân thường di chuyển trong phạm vi 1 km dọc theo đường biên, ngoại trừ các cộng đồng dân cư địa phương. Khu vực áp lệnh giới nghiêm cũng cấm người và phương tiện di chuyển ngoài khu dân cư từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Người dân trong khu vực còn bị cấm sử dụng máy ảnh, máy quay, cũng như không được mặc quần áo quân sự, săn bắn và đánh cá. Công dân cần làm việc tại nông trại phải thông báo trước cho lực lượng biên phòng. Giới chức Ukraine cho biết và nhấn mạnh thêm rằng các lệnh hạn chế trên sẽ có hiệu lực cho tới khi Ukraine hủy lệnh thiết quân luật. Việc giới chức Ukraine thắt chặt an ninh biên giới với Belarus diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng này. Thực tế, căng thẳng giữa Ukraine và Belarus leo thang sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2. Belarus nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tham gia chiến dịch của Nga, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Bộ Quốc phòng Belarus mới đây thông báo về việc kiểm tra đột xuất vũ khí và trang bị hậu cần để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Động thái của Belarus được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng An ninh Alexander Volfovic cáo buộc Ukraine cài mình, dựng chướng ngại vật dọc biên giới và kiểm tra các nhóm thám báo xâm nhập lãnh thổ Belarus. Belarus còn cho rằng Ukraine đang tập trung các đơn vị quân đội lớn dọc theo biên giới. Họ trước đó ước tính khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine đóng quân ở tỉnh Rodno, 4.500 người tập trung ở phía đông gần tỉnh Chernihiv và khoảng 5.500 người ở khu vực miền trung bên ngoài thủ đô Kiev.